bán cơm. Biết bán cơm luôn. Biết rồi chén không? Em biết ngoài bán cơm luôn. Hạnh Nhất. Em Hạnh. Còn sửa lại nữa rồi. Thì sao mà chị nói sai? Thông minh lên. Tụi nó giờ tụi nó dần hiểu hết rồi đó. Nó thiệt luôn á. Cái tên mà cũng để cho sai nữa. Rồi không biết cái làm ăn là cái gì. Chị thật là bị mê. Ê có khi nào sau này về gọi chồng thành nhầm người khác không? Chắc nó